Chiều ngày 22 tháng 10, tại thành phố Bắc Giang, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Kinh nghiệm trong quyết định và giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư công. Các đồng chí Lâm Thị Hương Thành, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị cùng dự có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chi chiếm tỷ trọng cao của ngân sách nhà nước. Từ năm 2021 đến hết năm 2023, tỉnh đã huy động hơn 25,9 nghìn tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng giao thông để tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực. Song thực tế, việc quản lý sử dụng giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn hạn chế, bất cập. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu để vận dụng vào thực tiễn, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận sâu, làm rõ một số nội dung chính, đó là những lỗi đã gặp khi quyết định chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư và giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư công, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện thẩm tra giám sát về đầu tư công, kinh nghiệm khắc phục những khó khăn vướng mắc, những lỗi sai phạm đã gặp trong quyết định và giám sát đầu tư công Cùng đó là những ý kiến rút ra từ thực tiễn để các đại biểu dự hội nghị cùng trao đổi, thảo luận, cùng làm rõ, thao gỡ những khó khăn vướng mắc. Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, bám sát các quy định của luật đầu tư công, các luật có liên quan để thực hiện đúng thẩm quyền, thời gian, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau giám sát, đối với các cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân, cần ban hành nghị quyết kết quả giám sát các nội dung chất vấn của hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề giải trình của thường trực hội đồng nhân dân cần ban hành thông báo kết luận